Rinh vẹn quà tặng với Vietinbank IB Mobile. Tặng 50.000 khi mở tài khoản eKYC hoặc khi đăng ký IB Mobile, đặt alias, lọc phát ghé ngang, hóa đơn nhẹ nhàng. Trong vài nốt nhạc, ngày vàng đặt mua, giải trí vui chơi, ưu đãi thành thơi, vô chờ đầy ví, quà tặng thanh tiền, AirPods iPhone, mời bạn nhận luôn. Tận hưởng vạn quà tặng với ngân hàng số vạn năng Vietinbank IB Mobile từ 12 tháng 9 đến hết 20 tháng 11 năm 2022. Xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Vietinbank. Ngày hôm nay, Linh Chi cùng Ngọc Vũ rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng quý khách hàng tham gia buổi live stream quay số trúng thưởng tuần thứ 5 từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022. Chương trình khuyến mãi ngân hàng số vạn năng, vạn quà tặng, vạn người mê. Xin chào quý khách hàng. Ngọc Vũ rất hân hạnh được đồng hành cùng mọi người trong buổi live stream ngày hôm nay để xác định những khách hàng may mắn nhất có thể nhận được những giải thưởng vô cùng hấp dẫn của chương trình. Hãy cùng thả tim, like, share, tag những người bạn của mình vào live stream này vì biết đâu chủ nhân của chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB sẽ là bạn hoặc người thân của bạn. Ứng dụng ngân hàng số vạn năng Vietinbank iPay với hơn 150 tính năng và tiện ích ưu việt kết nối hơn 2.000 nhà cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, nạp tiền điện thoại, gửi tiền tiết kiệm, thanh toán bằng QR, nhanh chóng, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, nhằm tiết kiệm chi phí thời gian đi lại cho khách hàng. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, Vietinbank triển khai chương trình khuyến mãi, ngân hàng số vạn năng, vạn quà tặng, vạn người mê với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng khi mở tài khoản online thông qua tính năng định danh trực tuyến eKYC, đăng ký và kích hoạt iPay, đặt alias tài khoản thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại trên iPay với tổng trị giá quà tặng và giải thưởng hơn 6 tỷ đồng. Khi khách hàng tham gia chương trình sẽ nhận được combo quà tặng lên đến 650.000 đồng và cơ hội quay số hàng tuần trúng giải cao nhất là iPhone 13 Pro Max 256GB. Cụ thể, tặng đến 150.000 đồng vào tài khoản cho khách hàng đầu tiên mở mới gói tài khoản thanh toán qua kênh eKYC, đăng ký kích hoạt iPay, đặt alias, biệt danh tài khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại. Ngày vàng ưu đãi khuyến mãi tới 500.000 đồng khi sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile. Thứ ba, vui chơi thả ga, khách hàng đặt phòng khách sạn nhập mã iPay 200 giảm ngay 200.000 đồng vào thứ ba hàng tuần. Thứ sáu, giải trí quá đã, nhập mã iPay 50 giảm ngay 5.000 đồng khi đặt vé tàu, đặt vé xe giao hàng, tặng hoa tươi, mua vé xem phim, đặt taxi vào thứ sáu hàng tuần. Bạn nhận được combo 300.000 đồng cho 6 dịch vụ tiện ích trên. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng iPhone 13 Pro Max 256GB AirPods Pro trong 10 tuần tiếp theo diễn ra chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ quay số và tìm ra những chủ nhân may mắn nhất để có thể nhận được một chiếc iPhone 13 Pro Max và AirPods Pro trong tuần thứ 5 của chương trình. Tuần quay số thứ 5 áp dụng với các khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ theo điều kiện của chương trình từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10 năm 2022. Đầu tiên, Ngọc Vũ và Linh Chi xin mời các bạn cùng tìm ra 3 khách hàng may mắn để có thể sở hữu giải đồng hạng, đó là 3 chiếc AirPods Pro. Chúng tôi sẽ tiến hành quay số một lần để xác định 3 khách hàng trúng thưởng chính thức, sắp xếp số thứ tự từ 01 đến 03 và 6 khách hàng trúng thưởng dự phòng, sắp xếp số thứ tự từ 04 đến 09. Một, khách hàng Hồ Hồng Châu, mã dự thưởng 612-67507, chi nhánh Thủ Đức. 2. Khách hàng Hoàng Thị Phương Thúy, mã dự thưởng 6135-1531, chi nhánh Thủ Đức. 3. Khách hàng Phùng Anh Tuấn, mã dự thưởng 6146851, chi nhánh Đông Anh. Đã là những khách hàng may mắn sở hữu chiếc AirPods Pro của chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra khách hàng may mắn nhất để có thể sở hữu giải đặc biệt tuần 5, đó là một chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB của chương trình. Chúng tôi sẽ thực hiện quay số một lần để xác định một khách hàng trúng thưởng chính thức, sắp xếp số thứ tự là 01 và 5 khách hàng trúng thưởng dự phòng, sắp xếp số thứ tự từ 02 đến 06. Và giải nhất tuần 5 đã thuộc về khách hàng Quang Văn Quý, mã dự thưởng 613-72794, chi nhánh Sơn La. Xin chúc mừng quý khách Quang Văn Quý, khách hàng của chi nhánh Sơn La đã sở hữu chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB. Trong trường hợp không liên hệ được khách hàng trúng thưởng chính thức, Vietinbank sẽ liên hệ các khách hàng trong danh sách dự phòng theo số thứ tự để thực hiện trao thưởng.
Xin lưu ý thêm, khách hàng cảnh giác với điện thoại, tin nhắn, email xưng danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn trả thưởng không rõ ràng và yêu cầu phải chuyển khoản thu phí. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản như tên tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người lạ để tránh bị kẻ gian lấy cắp và sử dụng trái phép. Không truy cập và thực hiện các giao dịch trên link website lạ ngoài website chính thức của chương trình là vietinbank.vn. Tuyệt đối không nạp tiền, chuyển tiền cho người lạ với nội dung để nhận thưởng. Khi có bất kỳ nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, quý khách hàng cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất và thông báo cho Vietinbank theo số đường dây nóng 24/7 1900 558 868 hoặc email contact@vietinbank.vn hoặc điểm giao dịch của Vietinbank gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần năm sẽ được Vietinbank cập nhật trên website vietinbank.vn và fanpage Vietinbank. Nếu quý khách hàng chưa có cơ hội trong đợt quay số lần này thì cũng đừng vỗ thất vọng bởi combo ưu đãi lên đến 650.000 trong 5 đợt quay thưởng và 5 giờ tiếp theo vẫn đang chờ đợi bạn đấy. Hãy tiếp tục đồng hành và trải nghiệm Vietinbank iPay ngay hôm nay để có cơ hội nhận vô vàn quà tặng. Linh Chi và Ngọc Vũ cảm ơn quý khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng Vietinbank. Kính chúc quý khách hàng sức khỏe và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, sống tận hưởng là bắt đầu ngày mới tươi khỏe. Là trải nghiệm thư giãn sảng khoái, là khám phá hành trình thú vị và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc. Ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, tận hưởng cuộc sống số.